Đây là máy cắt bánh tráng 40 cái. mình mới chế tạo ra. Mạnh ghê Ồ, quá chưa? đẹp, quá thẳng luôn. 40 cái bánh. Mỗi lần cắt là 40 miếng bánh tráng. Và cái tốc độ cắt thì ngọt như dao cạo. Quá thẳng, quá đẹp. Ống nhựa dày. Ghế nhẹ nhàng. Tất cả các loại gì đó, sắt thép, nhựa gì vào cũng nứt hết, bén còn hơn dao lam. Ui chút trời, khủng khiếp. Hai cái lưỡi này đã tinh luyện trong cái lò luyện sắt 17 21 năm. Đây là hệ thống kéo lên kéo xuống, hệ thống trên lực rồi. Đây là cái tay cầm để mình chắc. Đó, rất là nhẹ nhàng. Còn ở bên đây là lưới. Đây, cái lưới của kéo, lưới kéo sắt. Đấy, còn đây là hệ thống truyền lực đây. Nó đi cây đây thì đi tròn nhưng mà cái lưới thì đi đường thẳng. Đó là hệ thống. Cái này mình làm trong vòng một tuần ròng rã, nói chung là cũng được, kết quả thì thấy ok. Đó, còn cái đây là cái canh để bánh tráng, muốn dài dài muốn ngắn ngắn. À, mình sẽ sơn lại thì thôi nó đẹp như tiên nữ. Quá bén, cực kỳ thêm phát nữa. Ngọt được. Cảm thấy.